Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh, Sài Gòn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về con Hyundai Accent phiên bản cao cấp nhất với cái tên gọi đó là 1.4 AT đặc biệt. Các bác lưu ý nha, phiên bản nào có chữ 1.4 AT đặc biệt chính là phiên bản cao cấp nhất, chính là con xe này, và màu này là màu bạc nha. Màu này thì nhìn cũng rất là đẹp, nếu mà để trong cái trời sáng như thế này thì nhìn cũng khá là sang. Thì phân khúc của con xe này nó sẽ là sedan hạng B, bao gồm Vios này, Honda City hoặc là Nissan Almera, đó là những đối thủ cùng phân hạng với nó. Nhưng mà Accent thì nó được một cái là nó được trang bị khá là dồi dào. So với các đối thủ khác thì trang bị rất là dồi dào đấy, với một mức giá cũng rất là phải chăng. Giá niêm yết của bản cao nhất bây giờ là 542 triệu. Nhưng mà mua xe tại Hyundai Trường Chinh trong tháng 10 này thì các bác sẽ được giảm giá 40 triệu đồng tiền mặt, trừ đi thì nó sẽ còn 502 triệu. Nếu tính lăn bánh Sài Gòn nó khoảng 585 triệu là lăn bánh ra giấy con xe này, còn lăn bánh ở tỉnh nó sẽ rẻ hơn. Và cái giá đó là chưa bao gồm bảo hiểm vật chất, các bác có thể mua thêm, mua hay không là tùy các bác nha. Đấy, khuyến mãi lên tới 40 triệu rất là hấp dẫn. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho các bác về con xe này. Các phiên bản khác của Accent cũng được khuyến mãi đến 40 triệu. Các bác muốn biết chi tiết phiên bản nào thì vui lòng alo cho tôi theo cái số trên tiêu đề, hoặc là các bác kết bạn Zalo theo cái số đấy. Ở đây tôi có cái chìa khóa của phiên bản này rất đẹp ha, nó có 4 chức năng, và lưu ý các bác là có một cái chức năng này rất hay. Đây là cái tính năng đề nổ từ xa trên con Hyundai Accent phiên bản 1.4 AT đặc biệt này. Nó giúp các bác là đề nổ cái xe để giúp cho cái xe mình nó bật cái hệ thống điều hòa lên, thì sau đó các bác vào xe nó sẽ thoải mái hơn. Ví dụ như các bác đi uống cà phê, trước khi các bác rời quán thì các bác cứ đề nổ lên cho hệ thống điều hòa nó mở lên cho nó mát mẻ, mình ra xe là mình đi luôn. Đây là một tính năng rất là tiện lợi mà có cả trên con Hyundai Santa Fe phía sau kia nữa. Bây giờ tôi sẽ đi chi tiết vòng quanh con xe này cho các bác thấy thông số của nó nhé. Về phía trước này thì các bác nhìn nó rất ngầu, rất hiện đại ha. Với một cái cụm đèn mà có một cái hình đèn led ban ngày, hình móc câu, rất là ngầu. Nhưng mà đèn pha cốt vẫn là đèn halogen, đèn sương mù vẫn là halogen, nhưng mà sương mù thì nó được có một cái bi bên dưới nữa. Bên trên nó vẫn có bi nha, nhưng mà nó chỉ là một cái projector, vẫn là đèn halogen thôi. Và cái đèn này nó có một cái đèn chiếu góc. Khi mà các bác chạy ở tốc độ dưới 15 km/h, các bác đánh lái thì nó sẽ mở cái đèn đấy lên để nó trợ sáng cho các bác. Đấy, nhìn như này thì rất ngầu ha, tại vì hai cái móc câu cái nhìn rất là ngầu. Còn cái lưới tản nhiệt thì như một cái miệng rất là to, và được mạt chrome màu, gọi là chrome này gọi là chrome màu hơi vàng đấy các bác, nó sang trọng. Về động cơ thì phiên bản này sử dụng động cơ 1.4, đây là động cơ hút khí tự nhiên. Về dung tích và về công suất thì không có gì đặc biệt, chỉ khoảng 100 mã lực thôi, 132 Nm. Đây không phải là một cái động cơ có một cái thông số ấn tượng, nhưng mà hộp số của nó thì ngon, nó là hộp số 6AT. Thông thường ở phân khúc này thì được trang bị sẽ là hộp số CVT là chủ yếu, nhưng mà con này được trang bị hộp số 6AT thì nó sẽ giúp cho các bác mượt mà hơn, tiết kiệm nhiên liệu. Và các bác đặc biệt là cái nước hậu đó thì con xe này khá mượt ha. Đấy, đó là những cái ưu điểm về hộp số, còn động cơ thì đặc bình thường. Các bác sẽ thấy có được trang bị cũng rất là ngon, là cửa sổ trời cho ai thích những cái option này. Trên đây thì chỉnh điện, gập điện, xi nhan trên gương, có sấy kính nhé, lỗ tai này là có sấy. Muốn bật sấy kính này thì các bác thì phải bật cái sấy kính sau. Rồi tay nắm cửa mạt chrome, viền chân kính mạt chrome. Bộ mâm thì được trang bị kích thước là 15 inch nhé, mâm đúc. Mâm này thì có nhiều người chê là không đẹp, cái này chịu thôi các bác, nhà máy họ sản xuất như vậy rồi. Một cái hay nữa là Accent được trang bị tới 4 phanh đĩa, nhưng mà Honda City thì chỉ được trang bị 2 phanh đĩa phía trước thôi. Đó cũng là một cái hay của con này. Đây, nhà sản xuất rất là chiều người tiêu dùng. Cái anten vây cá được sản xuất nguyên zin từ nhà máy, nguyên zin nhé. Có nhiều màu sắc khác nha, các bác thích màu nào thì chọn màu đấy. Nếu mà đứng ở cái góc độ này thì nhìn cái xe rất là trường, rất là dài. Hệ thống treo trước là MacPherson, treo sau là thanh xoắn. Tất cả những cái xe hạng B trên thị trường treo sau đều là thanh xoắn hết nhé. Về phía sau thì các bác sẽ thấy cụm đèn rất là nổi nha, nhìn rất là sắc sảo. Đây là đèn led nhé, đây là đuôi lướt gió này, có sấy kính này, có đèn phanh trên cao này, có camera lùi nhé, có cảm biến lùi hết, 4 cái cảm biến lùi đấy. Nhìn cái góc này thì nhìn rất là đẹp.
Phía dưới là chỉ một cái ốp trang trí thôi các bác. Cốp mở điện nha. Sorry, không phải mở điện mà nó có cái tính năng gọi là mở cốp thông minh. Mở cốp thông minh tức là các bác lóc cửa đi, cài đặt trong xe, sau 15 giây các bác cầm chìa khóa lại gần cái cốp thì tự động nó sẽ bật cái cốp lên luôn. Các bác không cần chạm cái gì mà nó tự bật. Đó gọi là chức năng mở cốp thông minh. Còn bình thường thì các bác cứ bấm cái nút ở dưới này nè, nó sẽ bật lên. Nhưng mà hai cái ti này trợ lực cũng khá khỏe, nó mở lên tới đây rồi. Các bác đẩy nhẹ là xong. Đời này thì cái ghế đó không gặp được nha, nó không thông được với cái cốp. Đời trước thì thông được nhưng mà đời này không có thông được đâu. Nhưng mà diện tích cốp thì như này cũng tương đương những cái xe cùng phân khúc thôi, không có gì vượt trội. Như là bánh xe cua, 5 bánh và 5 mâm giống nhau nhé. Sorry các bác, tôi quen cái thói mà đóng mạnh này, nó hơi thô thiển một tí. Xe trong showroom thì cứ vệ sinh sạch sẽ cho nên quay con nào nhìn cũng bóng loáng. Nội thất thì nhựa thôi, có một số chi tiết sẽ là da nhé. Đây nè, đây da còn lại là nhựa cả. Trang bị 6 loa quanh xe nhé. Hàng ghế này thì nó ngửa như này là hết cỡ rồi nha, nó không di chuyển được, đứng luôn. Và các bác sẽ có cửa gió hàng ghế phía sau và có cổng sạc điện thoại nữa. Cửa sổ trời, đèn trần đọc sách, tay nắm cửa. Toàn bộ nội thất mà ghế toàn bộ sẽ là bọc da hai tông màu nhé, màu be và màu đen như thế này. Và ghế phía trước sẽ là chỉnh cơ cả thôi. Ở ghế lái sẽ được chỉnh cơ là 6 hướng. Đây. Accent thì nó sẽ có tính năng là auto lock nha, tức là chạy khoảng 15-20 km một giờ thì nó sẽ lock cái cửa lại để nó an toàn hơn. Đặc biệt là có trẻ em trong xe thì sẽ không thể nào mở cửa được. Rồi, bước vào trong khoang nội thất thì các bác sẽ thấy trước vô lăng này sẽ là một cái màn hình, đây là màn hình kỹ thuật số digital, rất đẹp, đẹp nhất trong phân khúc luôn, nhìn như xe sang ha. Đèn tự động, gạt mưa tự động nhé, trang bị đầy đủ. Đàm thoại rảnh tay, có ga tự động cruise control này, vô lăng trợ lực điện, thoải mái cho chị em chạy ha. Những cái viền này được bọc kim loại nhìn cũng rất là chỉnh chu các bác. Lỗ này là sấy kính bên này, sấy kính đủ hết nha. Sấy kính trước, sấy kính sau, sấy kính bên, sấy lỗ tai, sấy hết. Màn hình 8 inch nguyên zin từ nhà máy nha. Đây là bản đồ tiếng Việt nè. Cảnh báo tốc độ cho các bác, update miễn phí. Các bác có thể kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Điều hòa tự động 1 vùng. Phiên bản này sẽ có điều hòa tự động và có tích hợp luôn cái gọi là lọc ion. Nó sẽ khử khuẩn, lọc bụi cho các bác. Đây là cần số của hộp số tự động 6 cấp AT bọc da. Đây, phanh tay thì dạng thông thường đấy các bác. Gương chống chói tự động. Cửa sổ trời mở ra được nha. Vô lăng bọc da sờ khá là nịnh tay. Trên này thì là nhựa cứng cả thôi. 6 loa. Về trang bị an toàn thì cũng thuộc dạng là một trong những con xe mà được trang bị dồi dào nhất. Tôi sẽ liệt kê cho các bác bao gồm 6 túi khí, 2 trước, 2 túi bên hông á. Rèm, tôi gọi là túi khí rèm và túi khí bên nè các bác. Tổng là có 6 túi khí, rồi cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe điện tử, rồi camera lùi, cảm biến lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đó, có hết trên con này. Rất là đầy đủ. Thường là những con xe mà được trang bị 6 túi khí thì các bác sẽ luôn luôn yên tâm về những cái trang bị an toàn. Nó đã được trang bị 6 túi khí thì những cái tính năng an toàn chủ động là luôn luôn đầy đủ ha. Viền này nó cũng sẽ được làm bằng kim loại, nhìn rất là đẹp ha, thanh thoát, đèn Ostar tốt. Accent thì được cái rất là chiều, người dùng các phiên bản thấp hơn thì nó cũng được xài nút Start Top này nè. Rồi cũng có gạt mưa tự động, đèn tự động hết. Chứ không phải là chỉ có bản cao đâu, mấy ông xe Nhật cái thường bản cao mới có những cái này. Rồi, mức giá 502 triệu sau khi giảm giá. Rồi tôi sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bác nhé.